dễ nhận biết nữa các bạn. Riêng biệt nữa hai loại ổi này, loại ổi nào ăn cũng rất là ngon hết nha các bạn, cũng giòn cũng ngọt hết. Sau đây mình sẽ cắt cái trái ổi này ra cho các bạn xem nó có phân biệt cái tiếp theo nữa nè. Mình sẽ cắt cái trái này ra. Chào tất cả các bạn và mọi người nhé, đã đến với kênh Quý Nguyễn Vlog mình nha các bạn. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn và mọi người biết về có nhiều người hỏi mình là làm sao để nhận biết được cái cây ổi nào là cây ổi Đài Loan, cây ổi nào là cây ổi nữ vàng. Đó, rồi sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về cái cây ổi Đài Loan và cây ổi nữ vàng và cách phân biệt cho các bạn xem nha. Rồi, mời tất cả các bạn và mọi người theo dõi video mình nhé. Rồi chào các bạn luôn. Rồi mình sẽ bắt đầu mình giới thiệu cho các bạn là cây ổi đầu tiên. Đây cây ổi đầu tiên là cây ổi này là cây ổi Đài Loan nha các bạn. Hiện tại đang cho trái luôn nè. Bạn thấy trái rất to không? Trái này là hôm nay là tới ngày mình cắt luôn nè các bạn. Trái này là vừa tới đợt thu hoạch nha các bạn. Bạn thấy nó vàng nó trắng nè. Ổi này là vừa thu hoạch tới ăn nó sẽ rất ngọt các bạn. Bạn thấy trái không? Nó vàng vậy là nó chín chân nè. Mình sẽ quay gần cho các bạn xem. Đây là trái nó vàng nè. Tới tuổi người ta cắt á. Rồi tiếp theo nữa. Các bạn thấy trái nó sẽ cắt sai không? Tuy rằng cây còn nhỏ mà trái nè. Ở đây là trái chính không nè. Trái này là tới đợt thu hoạch hết trơn rồi các bạn. Nó bên dưới toàn bộ nguyên cây các bạn coi. Nó trái nằm ở dưới ở đất ổ ổ luôn. Các bạn thấy không? Cây nó nhỏ mà nó mang được trái ghê hồn không? Trái này quặng này gãy nhánh luôn các bạn. Đó. Nè, hai trái này nó chín luôn rồi nè. Hai trái này nó chín nhưng mà nó vừa tới thu hoạch luôn nè. Những trái này vẫn đang ăn rất là giòn nha các bạn. Gãy nhánh luôn nè. Nó nặng trái quá nó gãy luôn. Các bạn thấy không? Gãy luôn nè. Rồi tiếp theo mình sẽ ra quay cây ổi nữ vàng cho các bạn xem nha. Và mình sẽ chia sẻ các bạn cách nhận biết cây ổi Đài Loan luôn nữa nè. Đây các bạn. Cái cây ổi Đài Loan mình sẽ giới thiệu cho cả các bạn biết nha. Cái cây ổi Đài Loan khi mà mình cho trái đó các bạn cũng nhận biết nè. Khi mà mình cắt ổi nè các bạn thấy không, khi chúng ta cắt đọt lúc nào cũng chừa lại một mách lá cho các bạn thấy không, và bên dưới đây là trái nè, trái con nè. Và cách nhận biết dễ nhất nữa mình sẽ quay một trái con nữa cho các bạn xem. Đây mình quay cái trái ổi con cho các bạn xem nè. Cái trái ổi Đài Loan á, cách phân biệt hay nhận biết trái ổi Đài Loan với ổi nữ vàng các bạn dễ biết lắm. Đây là cái trái ổi Đài Loan nè. Video nó bị cháo quá. Mình kiếm ngay cái chỗ ánh sáng, có ánh sáng mình sẽ quay các bạn xem. Đây. Cái trái ổi Đài Loan các bạn thấy không? Nó dài, nó hơi dài một chút, hình bầu dục. Đây trái này tới lứa là mình bọc rồi nè, mà mình chưa có bọc nè các bạn. Các bạn thấy nhận biết được chưa? Nó dài nhưng mà hình màu dục nha các bạn. Còn riêng biệt hôm mình sẽ quay cho cái ổi nữ hoàng cho các bạn xem trái nó hình thù nó ra sao. Khi mình cắt đọt nó cũng khác cách thức cắt đọt ổi Đài Loan nữa các bạn. Đó, các bạn thấy trái nó không? Nó dài nha, nó hình màu dục các bạn, nó không có tròn như là ổi nữ hoàng nha. Và khi mà mình cắt đọt các bạn thấy không? Khi mình cắt đọt mình chưa một nách lá. Bây giờ nách lá này nó đã nhảy ra tượng nè. Nhưng mà trên tượng này ha, bây giờ nó cũng đã ra thêm bông nữa các bạn. Các bạn thấy ra bông không? Đây nè. Nó rủ bông rồi nữa nè. Đó. Mình ăn trái xây chuyền qua năm luôn các bạn. Không có bị đứt lứa nha. Đó. Rồi sau đây mình sẽ ra mình quay cái cây ổi nữ hoàng cho các bạn xem. Và cái cách phân biệt trái cho các bạn biết nó như thế nào nha. Đây hiện tại là cây mình đang quay đây là cái ổi nước vàng này các bạn. Các bạn thấy không? Bông trái nó cũng rất là sai giống như là ổi Đài Loan nha các bạn. Cái lực bông của nó là hơn ổi Đài Loan luôn. Nhưng mà cây mà lược chăm sóc nó rất là khó khăn hơn là cây ổi Đài Loan nha. Cái ổi nước vàng hay cách chăm sóc nó rất là khó luôn các bạn. Các bạn thấy bông trái không? Trái con rất là nhiều luôn nè, bông nữa. Mình sẽ kiếm cây bự mình quay phân biệt cho các bạn xem. Đó, cái trái ổi nữ hoàng và trái ổi Đài Loan nó khác biệt nhau như thế nào nha. Đây,
Và bây giờ mình sẽ giới thiệu tất cả các bạn biết rồi cái nhận biết cái trái ổi nữ hoàng nè. Mình sẽ quay cận cảnh cho ổi nữ hoàng cho các bạn xem. Đây các bạn thấy rõ chưa? Đó, các bạn thấy cái ổi nữ hoàng không? Nó tròn nhưng mà nó dẹp nha các bạn. Nó tròn dẹp. À, thấy không? Bạn thấy nó dẹp không? Đó, đây là cách phân biệt cái trái ổi nữ hoàng nè. Nó khác ổi đà lon các bạn. Ổi đà lon thì nó dài nhưng mà nó hình bầu dục, còn cái này nó tròn. Nó tròn mà nó dẹp các bạn thấy không? Mình sẽ quay gần cho các bạn xem nè. Đó, nó tròn mà nó dẹp. Đó, đó là cách phân biệt của cái cây ổi nữ hoàng và cây ổi đà lon. Giới thêm một cách thức thứ hai nữa. Đó, mình quay các bạn xem nè. Nhận biết đó, khi mình cắt đọt ổi riêng riêng ổi đà lon, mình sẽ cắt mình chừa một mét lá. Đó, còn cái cây ổi nữ hoàng này mình cắt các bạn thấy không? Mình cắt đọt cùng không à. Bạn thấy khi mình cắt không? Cắt đọt cùng không à. Đó, là chừa trái như vậy nó mới sẽ không bị rụng trái nha các bạn. Nếu mà chúng ta chừa đất lá giống như ổi đà lon là nó sẽ bị rụng trái này hết. Nó sau này khi mà mình thu hoạch cái trái ổi này rồi, ở những nách lá bên dưới này nè các bạn, nó sẽ mọc tược ra và nó sẽ phát triển cũng bình thường như các bạn. Những trái này mình bịt lệ nè, cho nên mình mới lột hai trái nó ra cho các bạn xem á. Đây mình lột cái trái này tiếp theo cho các bạn xem nữa. Mình bọc lại rồi cho nên các bạn không thấy được đó, mình lột qua cho các bạn xem đó. Các bạn thấy cái trái nó ngộn không? Trái nó không có đẹp mắt như giống như cái ổi đà lon nha. Đó, trái nó tròn, tròn mà tròn dẹp các bạn. Nó không có dài hình thù giống như là cái trái ổi đà lon nha. Cái này mình đã bọc trái hết trơn nè. Mình sẽ lột cái bịch ra cho các bạn xem nè. Mình vừa bịch trái nó cách đây cũng 2-3 ngày nè. Bạn thấy trái nó khác không? Rồi bên đây những bịch này cũng vậy nữa nè. Mình sẽ lột cái bịch cho các bạn xem phân biệt được. Đó, các bạn thấy không? Nó tròn mà nó dẹp nha. Đó, đó là cái trái ổi nữ hoàng nha. À, mình quay tổng cảnh mình bọc mới bọc trái nè. Những bọc xốp trắng trắng là những bọc mình vừa đã bọc trái nó rồi các bạn. Đó, trái nó tròn mà dẹp như thế này nè. Rồi sau đây mình sẽ phân biệt một cách nữa cho các bạn xem là cái trái ổi nữ hoàng với trái ổi đà lon nó như thế nào. Sau đây mình sẽ lấy hai trái ổi bự đã thu hoạch cho các bạn xem nha. Đây các bạn, đây là trái ổi nữ hoàng, nó đã trái màu da nó vàng mà nó trắng, nó chín rồi các bạn. Ổi này bắt đầu chúng ta thu hoạch được rồi nè, ăn nó sẽ rất là giòn nha. Sau đây mình sẽ hái những trái ổi nữ hoàng với trái ổi đà lon cho các bạn xem và các cách phân biệt nó nha các bạn biết nha. Hiện tại là cái cây này ba mình mới vừa cắt trái xong nè, mình vừa ra quay video cho các bạn xem là ba mình mới cắt trái thu hoạch nè các bạn, cho nên trái chín nó không còn được nhiều nữa nè. Hồi mình vô mình quay cái bao mà ba mình mới cắt xong nè. Đây, và đây là những trái ổi nữ hoàng mà mình mới thu hoạch xong nè. Sau đây mình sẽ lấy một trái ra và phân biệt cho các bạn xem nha. Hai bao này, hai bao ổi nữ hoàng nè. Và có cách phân biệt cái trái ổi nữ hoàng nó như thế nào. Đó. Rồi sau đây mình sẽ lấy ra một trái này. Trái này là trái ổi nữ hoàng. Giờ mình sẽ hái một trái ổi đà lon nữa nha các bạn. Đây, cây còn cái ổi này là cái cây ổi đà lon nè. Mình sẽ hái cái trái đà lon này cho các bạn xem. Đó. Hiện tại bên kia là ba mình đang cắt trái luôn. Rồi sau đây mình sẽ phân biệt cái nhận biết trái ổi đà lon, trái ổi nữ hoàng cho các bạn xem nha. Bằng cách thức mình sẽ chẻ trái ổi ra. Đó. Đặng hướng dẫn chia sẻ kỹ hơn cho các bạn xem về cách phân biệt đó. Nhiều bạn là không biết nó như thế nào, để cách phân biệt như thế thì làm sao để biết cái trái nào trái ổi đà lon, trái ổi là trái ổi nữ hoàng. Đó. Cái video này mình sẽ chia sẻ tất cả các bạn biết về trái ổi đà lon nó như thế nào và trái ổi nữ hoàng nó ra sao. Rồi đây các bạn, đây hiện tại là ba mình đang thu hoạch ổi đà lon nè. Nó đang cắt cái ổi đà lon nè, thấy không? Đang cắt trái luôn. Mình ra một quay clip cho các bạn xem mà vừa thời điểm mà ba mình đang cắt trái luôn. Trái trái là nằm ổ rồi. Đó, sau đây mình sẽ vào chia sẻ cho các bạn biết và cách nhận biết hai trái ổi đà lon và nữ hoàng nha. Đây các bạn nhìn vô, các bạn biết trái ổi nào trái ổi đà lon, trái ổi nữ hoàng không? Đó, hai trái mình mới vừa hái xong nè.
Đó. Nó trong bột xốp là các bạn nhìn không ra đâu. Sau đây mình sẽ lột bột xốp qua và phân biệt hai trái này cho các bạn xem. Đây, và sau đây mình sẽ lột cái bột xốp này ra cho các bạn xem nè. Đó. Cái trái này là các bạn đoán thử rồi. Đó, trái đầu tiên mình lột ra. Và trái tiếp theo. Đó. Trái này chín hết trơn các bạn. Màu rất là đẹp. Và mình sẽ cầm hai trái lên phân biệt nè. Đây. Trong hồi nãy mình giới thiệu cho các bạn xem đó, cái cách thức phân biệt nó các bạn thấy rồi đó. Trái bên tay trái mình đang cầm, đây là trái này, trái này nè các bạn. Trái này là trái ổi Đài Loan nha. Còn bên tay phải của mình, trái này là trái ổi Nữ Hoàng nè, các bạn thấy không? Y như trong video mình giới thiệu hồi nãy là cái trái ổi trái con nè. Trái ổi con cũng vậy và trái ổi lớn cũng vậy các bạn. Trái ổi con nó hình dài, nó bầu dục các bạn. Rồi riêng biệt là trái ổi Đài Loan, đây trái ổi mình đang lắc trên tay nè, trái ổi Đài Loan nè. Trái con nó cũng vậy. Nó dài nhưng mà nó hình bầu dục. Còn riêng biệt cái trái ổi Nữ Hoàng này, các bạn thấy không? Nó tròn. Tròn dẹp, nó dẹp, các bạn thấy nó dẹp không nè. Đó, mình quay cái cảnh ngang cho các bạn xem là nó dẹp nè. Nó dẹp mà nó tròn do này ha, các bạn thấy không? Đó, đó là trái ổi Nữ Hoàng. Còn trái ổi Đài Loan nè, các bạn thấy không? Nó cũng tròn nha, nhưng mà nó dài, nó hình bầu dục nó dài nè. Đó. Và cách phân biệt đó dễ nhận biết nữa các bạn. Riêng biệt nữa, hai con ổi này, loại ổi nào ăn cũng rất là ngon hết chứ các bạn. Cũng giòn, cũng ngọt hết. Sau đây mình sẽ cái trái ổi này ra cho các bạn xem nó có phân biệt cái tiếp theo nữa nè. Mình sẽ cắt cái trái này ra. Bây giờ mình sẽ lấy dao mình cắt cái ổi này ra cho các bạn xem. Là riêng biệt các bạn. Đây mình sẽ cắt trái đầu tiên là trái ổi Nữ Hoàng nha. Các bạn mình chẻ đôi ra luôn. Như thế này các bạn dễ phân biệt hơn nữa. Đó, mình sẽ chẻ đôi ra. Đó, mình chẻ để đây đi. Mình chưa dở cho các bạn xem nè. Trái tiếp theo nè, đây là chổi Đài Loan nè, mình cũng sẽ chẻ ra luôn. Mình chẻ đầu với ổi vậy nè. Đó, mình phân biệt cho các bạn biết nha. Đó. Rồi hiện tại là hai chổi mình đã chẻ ra hết rồi. Sau đây mình sẽ phân biệt trái đầu tiên, ổi Đài Loan. Trái đầu tiên chổi Đài Loan, đây trái này nha các bạn. Đây, chổi Đài Loan mình sẽ tách cho các bạn xem chẻ đôi nè. Đó. Các bạn thấy cơm nó dày không? Nhưng mà nó khác ổi Nữ Hoàng các bạn. Nó sẽ có hạt nha. Đây, các bạn thấy hạt nó không? Nó có hạt. Đây, hạt nó ở giữa, các bạn thấy hạt nó không? Hạt nó vòng tròn ở giữa nè. Nó cơm tuy rằng cơm nó cũng dày nhưng mà ăn nó rất là ngon và ngọt và giòn luôn. Đấy. Nó có hạt nè, thấy không? Đây là ổi Đài Loan. Và tiếp theo mình sẽ lấy chảo ổi Nữ Hoàng cho các bạn xem. Đây, chảo ổi Nữ Hoàng mình mới vừa tách xong luôn nè. Và bên trong ruột nó như thế nào cho các bạn xem nha. Này, các bạn thấy không? Ruột cái hộp nó rất là ít nha các bạn. Có trái nó sẽ không có ruột, có hộp luôn. Trái này nó có hộp này các bạn nhưng mà ít. Có trái nó không hạt luôn nha các bạn thấy không, cơm nó rất là dày từ trong tới ngoài luôn, rất là dày cơm luôn. Một trái vậy nó chỉ có hạt lê gơi các bạn. Một trái vậy nè có 3-4 hạt, các bạn thấy không, 3-4 hạt à. Còn nhiêu là cơm nó không mà các bạn, cơm thấy nó dày không, cơm dày một lớp luôn đó. Bạn thấy cái lóng tay mình không, cơm mà nó dày vô ha, một lóng gửi tay mình luôn á. Đây là trái ổi Nữ Hoàng và cơm nó như thế nào là mình đã chia sẻ cho các bạn xem rồi đó. Các bạn thấy cơm nó không? Cơm rất là dày luôn. Ăn nó cũng rất là giòn và ngọt. Giống như ổi Đài Loan các bạn. Nhưng mà ngược lại các bạn, cái giá thành của nó cao hơn ổi Đài Loan nha. Cái ổi Nữ Hoàng này nè, giá thành nó cao hơn ổi Đài Loan. Nhưng mà cái năng suất làm ra nó các bạn rất là khó nha. Nó cũng trái xài cái giống như là ổi Đài Loan vậy đó. Nhưng mà cái năng suất trái của nó và cách chăm sóc của nó các bạn là nó khó hơn ổi Đài Loan rất là nhiều. Ổi Đài Loan tuy rằng nó mang trái, lượng trái rất là cao luôn, nhưng mà cái năng suất trái của nó cũng không thua về ổi Nữ Hoàng, nhưng mà cái giá thành của nó lúc nào nó cũng sẽ chịch thấp hơn ổi Nữ Hoàng một chút hết trơn các bạn. Đó là hai mình vườn nhà mình trồng hai loại ổi này mà mình chia sẻ phân biệt hai cái loại ổi cho các bạn xem.
toàn bộ cái clip mà mình chia sẻ cho các bạn xem và phân biệt như thế nào hết trơn cho các bạn xem rồi đó. Ở đây là hoàn toàn về hai chổi nữ hoàng và chổi Đài Loan. Đài Loan các bạn nhìn như thấy không, hột rất là nhiều hột luôn, nhưng mà ăn nó cũng rất là ngon. Đây là hai chổi. Ok, kế bên mình là cái cây ổi Đài Loan, các bạn thấy không? Cây cao cao dưới các bạn xem đây. Đó, cái ổi Đài Loan các bạn thấy nhỏ mà trái ghê hồng không? Đó, và hai trái ổi mình mới phân biệt các bạn xem hai trái ổi nè. Một trái ổi Đài Loan và một trái ổi nữ hoàng. Đây là hai cái đít nữa nè. Đó. Trái bên đây là trái ổi Đài Loan nè, trái này ổi nữ hoàng nè. Đó, mình sẽ thưởng thức hai loại trái này cho các bạn xem. Hiện tại mình đang ăn chổi nữ hoàng trước nha. Cơm rất dày. Hồi các bạn thấy hộp đúng không? Không có hộp luôn. Nó nếu mà có hộp thì có một hai hộp thôi. Rất là ngọt và giòn luôn. Nó ngọt, nó giòn mà nó có độ xốp các bạn. Và tiếp theo mình sẽ ăn cái trái ổi Đài Loan cho bạn xem nè. Đài Loan nó cũng giòn và ngọt mà. Nói chung là hai loại ổi này ăn nè, thứ nhất là ngọt giòn, thứ ba ăn ha, trong miệng ta nó có vị phao phao rất là ngọt luôn. Hai cái loại ổi này nó đang cạnh tranh trên thị trường rất là nhiều, hai giống ổi này. Nhưng mà cái giá thành của cái chổi Đài Loan này mình ăn nè, nó không có cao bằng chổi nước hoàng các bạn. Nó xê chịch nhau chỉ có một ít thôi. Hiện tại hai chổi này giá nào cũng ngọt nha, quá ngon. Giờ mình cũng xin kết thúc video luôn nha các bạn. Nếu các bạn thấy yêu thích video mình, các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ những video tiếp theo nha các bạn. Và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Rồi, mình chào các bạn nha. Nên trước khi chào mình chia sẻ cái gạo ổi Đài Loan cho các bạn xem nè. Đây, bạn thấy gạo Đài Loan không? Cái ổi Đài Loan nó còn nhỏ mà các bạn thấy trái không nè. Đó, cây nó chưa có bự nha, trái đã ghê không, trái rất là sai trái luôn, cái này bọc trái hết trơn. Còn bên đây là cái trái con đó nè, các bạn thấy trái con không? Đó, toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ với các bạn á. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha, rồi chào tạm biệt các bạn nhé, bye bye.